Chào các bạn, chúng ta tiếp tục phần bài học tiếng Hàn sơ cấp 2, giáo trình 1B. Đầu tiên chúng ta có bài 15. 여행은 cargo 싶어요. Tôi muốn đi du lịch. Ở bài số 15 này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái nội dung của phần bài trước khi chúng ta đi vào chi tiết phần bài học. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu mục tiêu bài học trước. Mục tiêu bài học hôm nay chúng ta học về dơ hèn là du lịch. Cứ pháp vào biểu hiện số 1 chúng ta học về động tính từ đi với ư miên. Đây là chúng ta là nếu thì. Đây cấu trúc ngữ pháp tương tự như Việt Nam là nếu thì. Tiếp theo, động từ đi với nân danh từ. Đây là thể danh từ hóa động từ của định ngữ. Động từ bổ nghĩa cho danh từ. Tiếp theo, maragi il. Nói một kế hoạch Pion Haki Chúng ta biểu hiện kế hoạch du lịch Môn bước qua e, Ngữ pháp và biểu hiện số 2 Động từ đi với cô ship ta Tức là bản thân mình muốn Mình làm, mình muốn làm gì, việc một việc cái gì, Một việc gì đó Thì chúng ta nói là Muốn làm cô ship ta. Còn khi muốn nói cái việc muốn làm của người khác Thì chúng ta phải nói là Cô ship hata Tiếp theo, Maraki e hy mang phiêu yên haki biểu hiện hy vọng hy mang đây là hy vọng tức cô mà ra kỳ hy mang sao kỳ chúng ta biểu hiện cái nghe một cái, cái, cái đoạn hồi thoại về hy vọng Yoheng sukam so su cam tức kỳ bạn nghe một cái đoạn cảm nghĩ về cái du lịch xin hôn yoheng chie chia chúng ta nói về những cái địa điểm xin hôn dưới hang chi xin hôn dưới hang là uh, tuần trăng mật chi là cái địa điểm nói về những cái địa điểm đi du lịch tuần trăng mật tiếp theo ilkosuki đọc và viết chúng ta có dưới hang dưới uh, hang dưới hang chi 소개하는 글 ki chúng ta đọc về cái đọc một đoạn văn về việc giới thiệu một địa điểm du lịch. Du chi chúng ta viết một cái đoạn văn về giới thiệu một địa điểm du lịch. Qua chê phần thực hành. Du hành e thehan ý kiến À chúng ta ý kiến là ý kiến, à chô xa là điều tra. Thì chúng ta điều tra hoặc tìm hiểu về tìm hiểu cái ý kiến về du lịch. Munhwa Sanchez. là phần văn hóa. Yu Myang Han Yu những địa điểm du lịch nổi tiếng Parum Pi âm hoa y bị âm thì ở trong phần này thì chúng ta tóm tắt về bài học thì chúng ta có học về du lịch và nói ra những cái điều mình muốn hoặc là giả định nếu và đây chúng ta biểu hiện được cái hy uh, mang hoặc là cái yu heng kiều hích hy vọng đó là cái gì ạ? Cái hy vọng và chúng ta nói được cái kế hoạch du lịch hoặc là cái hy vọng của mình. À, ok, bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng phần một. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần từ vựng ơ huy. Từ vựng phần du lịch này chúng ta tìm hiểu một số cái từ vựng. Đầu tiên là yêu bản tương tả là làm hộ chiếu. Thứ hai là thôn ấn bạc cụ tả là đổi tiền. Số 3 là biên ký yemehata tức là đặt vé máy bay. Hotel đặt khách sạn. ta xuất phát. Tochakata đến. là chúng ta du lịch. Thôn lau ta là chúng ta trở về. Bên trên là những cái việc mà chúng ta cần phải chuẩn bị và bên dưới chúng ta là đi và đến, đến thì chúng ta du lịch và sau đó chúng ta trở về đây là cái quy trình du lịch chúng ta nghe. 여권을 만들다. 여권을 만들다. 돈을 바꾸다. 돈을 바꾸다. 비행기표를 예매하다 비행기표를 예매하다 호텔을 예약하다 호텔을 예약하다 출발하다 출발하다, 출발하다. 도착하다 도착하다 여행하다 여행하다 돌아오다 돌아오다 tiếp theo chúng ta có một số từ vựng nữa là về khi mà chúng ta đi uh, du lịch thì chúng ta đi đến nơi có chi ca arum là nơi có phong cảnh đẹp hoặc đi đến nơi có masinen bán thả là nơi có nhiều đồ ăn ngon tiếp theo vun gern sa tà là, là cái giá mua hàng rẻ giá mua đồ rẻ tiếp theo là ca bán thà tức là có nhiều chỗ để chúng ta thăm ngắm tiếp theo 사람도 없고 조용하다. cô không có người và yên tĩnh vậy thì chúng ta đi đến những nơi như thế nào ạ chúng ta sẽ nghe và đọc theo 경치가 아름답다 경치가 아름답다 맛있는 음식이 많다 맛있는 음식이 많다 물건값이 싸다. 구경거리가 많다. 구경거리가 많다. 사람도 없고 조용하다. 사람도 없고 조용하다. 정답. 대표. Ở đây chúng ta có những hình ảnh này. Vậy thì dưới hang ta chúng ta chọn hình ảnh nào ạ? Chúng ta là thôn nên bạc của thôn tiền Tô chắc ta thôn lâu ta hô tên nên dễ mẹ dễ dắt ta hô tên dễ dắt phiên kỳ phiêu dễ mẹ và dơ quân là mắn đơn ta dơ quân là hộ chiếu đấy ạ Tiếp theo Đầu tiên là yên tĩnh, trôi ông hoa tà, trôi ông hoa tà, đây ạ. Tiếp theo là phong cảnh đẹp, kiên trí, kiên chi là phong cảnh. Tiếp theo là có nhiều đường để ngắm, ok. Tiếp theo là món ăn ngon. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 1, đó là động tính từ đi với ư miên. Chúng ta hiểu theo nghĩa tiếng Việt, đó là nếu động tính từ này thì với đằng sau đó sẽ xảy ra cái gì đó. Ví dụ, quê hàng ấy khả miên, mua hàl cơ yếu. Nếu bạn đi về quê thì bạn sẽ làm cái gì? Theo tiếng Việt chúng ta sẽ dịch như thế. Quê hàng ấy khả miên, mua hàl cơ yếu. Nếu về quê bạn sẽ làm gì? Chính cụ tư lần, chính cụ tư lần, bạn nà sơ, mà sẽ nên ấm sĩ cơn, mở Nếu, nếu bạn về quê bạn sẽ làm gì? tôi sẽ,

và phần uh, luyện tập thêm đây nhân sức phép bạn thử luyện tập khi đi phục cho chia cho tha và chúng ta cho một lựa chọn khác giả định một lựa một tình huống và chúng ta có ngay một tình huống lựa chọn khác khi đi phục chấp phục chấp hàm miền bán bán thà 그만리 위, 거 받침 중따미리비 으, 건 không 거 받침, không 리베 으. 많으면, 많으면. 음식이 너무 맵다. Thì 매우면, 매우면. 내일 비가 오다, 오면. 생일이 무슨 선물을 받, 받으면, 받으면. So, y cú tu xin cố xin cố đi giày này rồi cất thì là cơ tư miền cơ rư miền tiếp theo chúng ta có ta ra si chân hoa bồn hồ rớn ăn ăn miền như thế này thì chúng ta lưu ý nếu thì nha, nếu thì Đấy rồi ạ chúng ta sang phần ngữ pháp số 2 đó là động từ đi với nân danh từ về bản chất động từ đi với nâng danh từ danh từ nó vẫn là một danh từ nhưng nó có động từ này bổ nghĩa ví dụ Huê sai 친구가 있어요 thực tế chúng ta có thể nói là Huê sai 있어요 nhưng bây giờ chúng ta có nói là 회사에 타네는 친구, cái đặc điểm là 친구 này 타네는 회사, tức là cái người bạn này là làm việc ở công ty chứ không phải đơn giản là ví dụ như bạn này bạn có thể nói là 친구가 uh, 친구가 있어요 hoặc là 남자 친구가 있어요 thì bây giờ chúng ta 회사에 다네는 친구가 있어요 okay. 네, 아키라 씨가 여행사에 다녀요. 넌 거, 아키라, 디, 당남, 어, 곰 디, 졸릭. 아키라, 원두 여행사네. 조당해. 회사에 다니는 친구가 있어요? 네, 아키라 씨가 여행사에 다녀요. 회사에 다니는 친구가 있어요? 네, 아키라 씨가 여행사에 다녀요. 아키라 씨가 여행사에 다녀요. t i 한국어를 배우다. 배우는 사람, 배우는 사람, 배우는 사람 많아요. 김치는 한국 사람들이 매일 먹는 음식이에요. 김치는 한식에 한국 사람들이 에요 무슨 과일은 좋아해요? Bạn thích trái cây gì? 제가 좋아하는 과일 딸기예요. Cái hoa quả mà tôi thích. 좋아하는 좋아하는 Các bạn lưu ý đây là tính từ thích. 좋아하다 thích nhưng mà nó có hát à đây là chùa hà nân các bạn chú ý như vậy nhé tính từ ít ta ập ta chùa hà 회사는 휴대폰 만드는 회사, 그 회사는 휴대폰 만드는 회사이에요. 만드는, 어, 만드는, 만드는 만든, 만든 회사, 만드는 회사. 뭐, 이, 거짓는 넌 사우디지? 러, 세비, 멋디. 티테요. 스티브는 내가 잘 아는, 잘 아는 친구예요. 아는 친구. À, nên. Vậy sao ạ? Tại sao lại chữ N, L bên dưới bị mất ạ? Bởi vì gặp chữ N ở đằng sau ạ. Các bạn chú ý như vậy nhé. Đây là hai phần ngữ pháp. Phần 1 đó là ư miền nếu thì. Phần 2 là định ngữ của danh từ đi với động từ. Động từ này bổ nghĩa cho danh từ. Và chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần 마르키, 부분 1. c h ú 켈리 현, 과 켈리 켈리 씨, 이번 방학에 뭐할 거예요? 킹이 나이, 반세람지? 부산에 사는 친구 집에 가려고 해요. 부산에 사는 친구 집에 가려고 해요. 그래요? 언제 갈 거예요? khi nào bạn đi? Bằng hạc hà nên nàl trần nhạc kế chút bát hà đế cô hẻo tôi định đi định đi tịnh xuất phát vào buổi tối cái ngày mà nghỉ hè ngày nghỉ cái buổi tối hôm đấy là đi luôn ở tất kê khẩn cơ bạn đi như thế nào? Phiêu yê mê hẹt sơ hẻo Adio, suốt kinh nà ita 예매 하리고 Ah, Chưa 수업 끝나고 Sau khi kết thúc buổi học 이따 예매 해요 Định một lát nữa 이따가 Định một lát nữa sẽ đặt 부산에 가서 뭐 거예요 Bạn đi Busan để làm gì Bạn sẽ làm gì ở Busan? 해운대에서 수영 거예요

아니요. 수업 끝나고 이따 예매하려고 해요. 부산에 가서 뭐할 거예요? 해운대에서 수영할 거예요. 희은 씨는 방학에 뭐할 거예요? 친구가 한국에 오면 같이 여행을 하고, 못 오면 집에서 쉴 거예요. 켈리 씨. 이번 방학에 뭐할 거예요? 부산에 사는 친구 집에 가려고 해요. 그래요? 언제 갈 거예요? 방학하는 날 저녁에 출발하려고 해요. 어떻게 갈 거예요? 표 예매했어요? 아니요. 수업 끝나고 이따 예매하려고 해요. 부산에 가서 뭐할 거예요? 해운대에서 수영할 거예요. 희연 씨는 방학에 뭐할 거예요? 친구가 한국에 오면 같이 여행을 하고 못 오면 집에서 쉴 거예요. chúng ta đọc một vài lần cái bài hội thoại này t h 켈리 씨, 이번 방학에 뭐할 거예요? 그래요? 언제 갈 거예요? 어떻게 갈 거예요? 표 예매했어요? 부산에 가서 뭐할 거예요? 친구가 한국에 오면 같이 여행을 하고 못 오면 집에서 쉴 거예요. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của Hiền. Bắt đầu. 부산에 사는 친구 집에 가려고 해요. 방학하는 날 저녁에 출발하려고 해요. 아니요. 수업 끝나고 이따 예매하려고 해요. 해운대에서 수영할 거예요. 희연 씨는 방학에 뭐할 거예요? 자, 아, bây giờ vai uh, cả h a 만 n 다 ư n g mà chúng, chúng 리 씨, 이번 방학에 뭐할 거예요? 부산에 사는 친구 집에 가려고 해요. 그래요? 언제 갈 거예요? 방학하는 날 저녁에 출발하려고 해요. 어떻게 갈 거예요? 표 예매했어요? 아니요. 수업 끝나고 이따 예매하려고 해요. 부산에 가서 뭐할 거예요? 해운대에서 수영할 거예요. 희은 씨는 방학에 뭐할 거예요? Bạn của tôi đến Hàn Quốc thì chúng tôi sẽ đi du cùng nhau, sẽ ở nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ xem tình huống số 2. Tình huống số 2, bạn này định đi đến nhà người bạn ở Jeonju. Chân Chu, ở Chân Chu thì có gì ạ? Ở Chân Chu thì có Pimipap Mộc Cưu Cười Tôi sẽ ăn Pimipap Đặc sản ở Chân Chu rồi ạ. các bạn chú ý nhé Tiếp theo số 3 Đi đến An Tông Đi đến Andung làm gì ạ? Chim Tạc Mộc Cưu Cười Đi ăn lườn gà Chim tặc chim tặc Số 4, đi Pyeongchang Đi Pyeongchang thì chúng ta Pyeongchang là cái nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông Ở Hàn Quốc ạ thì ski đến tha cô hiểu định đi định trượt tuyết khi Đấy, chúng ta tình huống số 1 chúng ta kết thúc chúng ta sẽ sang phần tình huống số 2 tiếp theo chúng ta sẽ vào phần số 2 đó là ngữ pháp số 2 muốn động từ đi với cô ship ta. ở đây chúng ta động từ đi với cô ship tà, đó là muốn tôi muốn làm việc gì đó nói Uh, mong muốn hoặc là nói với nói về cái điều hy vọng của người nói hoặc là người nghe chủ yếu nói người nói và nếu mà nói của người khác thì chúng ta sẽ sang ngữ pháp tiếp theo đầu tiên là tôi muốn cái gì đó thì chúng ta động từ tôi muốn làm việc gì đó ý. động từ đi cô ship ta đơn giản nhất uh, bạn đi du lịch vui không nê man cô Vâng thật sự tuyệt vời 또 가고 싶어요. 또 가고 싶어요. 러나, 또 여행 즐거웠어요? 네. 정말 즐거웠어요. 또 가고 싶어요. 여행 즐거웠어요? 네. 정말 즐거웠어요. 또 가고 싶어요.

ví dụ hỏi hoặc là trả lời thì chúng ta đều dùng là cô ta được. Steven C. Dorel tức cô Tôi muốn nghe bài hát của Steven. Oje yon bogo shippot chiman yô. Tuy hôm qua tôi đã muốn xem kịch nhưng không thể xem được. Bút bát yô nhưng không, không xem được hoặc là không được xem. Đây là ngữ pháp số 1. Cô xếp là tôi muốn. Pháp mô cơ tôi muốn ăn cơm. Tình huống số 2. Động từ đi với cô xếp ta là nói ý muốn của người khác. Chú ba lê bố hát cơ yếu. Pá ta cơ yếu. Chú bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? Pá ta hê cơ yếu. Tôi sẽ đi biển. Ai Bọn trẻ con nhà tôi. 바다에 가고 가고 싶어요. 가족도 원디비 가족과도 원디비언. 해요 어, 그 니면, 그 주말에 뭐할 거예요? 바다에 갈 거예요. 아이들이 바다에 가고 싶어해요. 주말에 뭐할 거예요? 바다에 갈 거예요. 아이들이 바다에 가고 싶어해요. 중다템소비 오래. 저는 한국어를 잘 하고 싶어요. 할잘 하고 싶어해요. 중 chọn này. bởi vì 잘 하고 싶어요. 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 스티븐씨 뭐 먹고 싶어요. 스티 븐씨 아이 스티븐 싶어요. 먹고 싶어요. 분고기를 먹고 싶어요.

아. 바꾸 싶어 싶어요. 위래의 옆엔 유진. huống này chúng ta tạm dịch là Yujin là người đang nói chuyện với mình. 아. 접답 싶어요. 유진 백 여러분들 này. 어. 유진 생일에 유진은 아, khi mà nói trực tiếp thì chúng ta sẽ không cần phải

hoặc hỏi người khác trực tiếp thì chúng ta sử dụng là Koshipta động từ với Koshipta chúng ta chú ý như vậy chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần maragi. phần nói trong phần này Baragi chúng ta có cuộc nói chuyện giữa Steven và Akira Steven nói Akira si chê chú tô, chân cố bạn đi du lịch rồi heng thú vị bạn đi du lịch uh, chu thú vị không ạ Để có đan chi tôi chụp khô thời tiết tốt và kinh chi tôi chống mát ả rơm tàu xéo và phong cảnh thì thực sự rất đẹp tôi tôi lại muốn đi nữa thứng săn tôi hết bạn cũng đã leo cũng đã leo núi chứ

제 친구가 야구 구경을 보고 싶어 해서 내일 야구장에 가려고 해요. 아키라 씨도 같이 가요? 저도 가고 싶지만 내일은 약속이 있어요. Bạn của tôi ngày mai là muốn xem trận đấu bóng chảy, nên ngày mai tôi sẽ đi đến sân bóng chày. Akira cũng cùng đi chứ? Akira cùng đi nhé. Đoạn hội thoại này chúng ta sẽ nghe. Akira 씨, 제주도 여행은 즐거웠어요? 네. 날씨도 좋고 경치도 정말 아름다웠어요. 또 가고 싶어요. 등산도 했어요? 아니요. 등산도 하고 싶었지만 시간이 없어서 못했어요. 그런데 휴가가 언제까지예요? 내일까지예요. 왜요? 제 친구가 야구경기를 보고 싶어 해서 내일 야구장에 가려고 해요. 아키라 씨도 같이 가요. 저도 가고 싶지만 내일은 약속이 있어요. 우리가 들어요 아키라 씨, 제주도 여행은 즐거웠어요? 네, 날씨도 좋고 경치도 정말 아름다웠어요. 또 가고 싶어요. 등산도 했어요? 아니요, 등산도 하고 싶었지만 시간이 없어서 못했어요. 그런데 휴가가 언제까지예요? 내일까지예요.

등산도 했어요? 그런데 휴가가 언제까지예요? 제 친구가 야구 경기를 보고 싶어 해서 내일 야구장에 가려고 해요. 아키라 씨도 같이 가요. Các bạn chú ý cái câu cuối cùng này. Cho tôi ca cô ship chỉ mang để đến sốc Câu này tương tự như chúng ta từ chối ai đó đấy. Chúng ta cũng có thể là từ chối. Chúng ta sử dụng cái này để từ chối. Chúng ta sẽ đóng vai của Steven. Mẹ. 날씨도 좋고 경치도 정말 아름다웠어요. 또 가고 싶어요. 아니요. 등산도 하고 싶었지만 시간이 없어서 못했어요. 내일까지예요. 왜요? 저도 가고 싶지만 내일은 약속이 있어요. tiếp theo chúng ta sau khi đọc nhiều 아키라 씨, 제주도 여행은 즐거웠어요? 네. 날씨도 좋고 경치도 정말 아름다웠어요. 또 가고 싶어요. 등산도 했어요? 아니요. 등산도 하고 싶었지만 시간이 없어서 못했어요. 그런데 휴가가 언제까지예요? 내일까지예요. 왜요? 제 친구가 야구경기를 보고 싶어 해서 내일 야구장에 가려고 해요. 아키라 씨도 같이 가요.

thắt Thatsail, tức cưỡi ngựa. Bạn có cưỡi ngựa không? Trận Sihuê, khu dân Hagoishi, Pohéso. là cái triển lãm. Bạn bạn của tôi muốn đi xem triển lãm thì cùng đi chứ. Đấy. Và thứ nhất là đi chơi To thì à, lần này món ăn ngon và muốn đi, muốn đi nữa. Và Có cưỡi ngựa không? À, tôi rất là muốn cưỡi ngựa nhưng mà không có thời gian Tiếp theo tình huống số 3 Là Kukingkuri to Chongmal Banasoyo Đó là những cái nơi dùng để ngắm cảnh Kukingkuri là cái con phố Những con phố du lịch ấy, Thì rất là nhiều Bạn có đi ra biển không? Thì tôi muốn đi ra biển nhưng không có thời gian và hôm sau thì bạn lại có bạn đến thì đi cùng bạn đến đâu ạ nhân cứ gần phố cô hay hơi số bạn ấy muốn đi xem kịch cho nên đi muốn đi đến te tiếp theo chúng ta có sa từng tô chồng mà xin hết những người ở đấy thì rất là thân thiện và bạn có đi mua sắm không thì muốn đi mua sắm lắm nhưng mà không đi được và bạn đến thì làm gì ạ bạn đến thì bạn muốn ăn thakalbi, tức là ăn món uh, gà sáu cay thakalbi lườn gà ở đâu ạ ở chun đấy là những cái tình huống như vậy thì chúng ta sẽ thực hành thật là nhiều để chúng ta nói được tốt trong này có câu chờ tôi các cô chip chỉ để chúng ta vào phần tiếp theo. Tức cô Maraki. Chúng ta vào phần tức cô Maraki. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần tức cô Maraki. Chuẩn bị, Nếu bạn có thời gian bạn sẽ làm gì? Nếu có thời gian bạn sẽ muốn làm gì? Bạn muốn làm gì? Chẳng thức cô dưới kia hãy nghe kỹ và nối Đầu tiên là Kelly, chúng ta xem từng người một. Chẳng thức cô kia 1. Kelly 씨, 시간이 있으면 뭘 하고 싶어요? 서울 시내 구경을 하고 싶어요. 맛있는 음식도 먹고 쇼핑도 하고 싶어요. n m u 하 n ba cái, bạn muốn g 구경. Thì ở đây c á nào ạ? b ạ s h o p p i n 1. E4. 2. 샘 춘량은 뭘 할까? E. 춘량 씨, 우리 이번 방학에 친구들하고 같이 여행 갈까요? 여행이요? 글쎄요. 저는 사람이 많은 곳에 가면 더 피곤해요. 그래서 방학을 하면 집에서 쉬고 싶어요. 3. 만화의 반문, 쉬고 싶어요. 줄리앙디, 쉬고 싶어요. 3. 나나 나나씨, 이번 방학에 시간 있으면 같이 여행 갈까요? 여행도 좋지만, 이번 방학에는 고향에 가서 가족들을 만나고 싶어요. 4.

문희는 원래 주로 등산이나 등산을 좋아했는데 이번에 반은 바다에 가요. 3. 2. 다음으로 5. 민수. 요즘 일이 많아서 너무 피곤해요. 저도 그래요. 민수 씨는 휴가를 받으면 뭘 하고 싶어요? 휴가가 짧아서 여행은 못 가고 영화도 보고 책도 좀 읽고 싶어요. Bạn Minsu thì bạn ấy Dương Hoa Bogo chiếc xem phim hoặc là đọc sách thì là uh, xem phim và đọc sách thì ở đây có bức hình của xem phim rồi. Minsu thì xem phim. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe tất cả phần bài này. 잘 듣고 연결하세요. 1. Kelly 씨 시간이 있으면 뭘 하고 싶어요? 서울 시내 구경을 하고 싶어요. 맛있는 음식도 먹고 쇼핑도 하고 싶어요. 2. 줄리앙 씨. 우리 이번 방학에 친구들하고 같이 여행 갈까요? 여행요 글쎄요. 저는 사람이 많은 곳에 가면 더 피곤해요. 그래서 방학을 하면 집에서 쉬고 싶어요. 3. 나나 씨, 이번 방학에 시간 있으면 같이 여행 갈까요? 여행도 좋지만, 이번 방학에는 고향에 가서 가족들을 만나고 싶어요. 4. 스티븐 씨, 우리 같이 여행 갈까요? 설악산 어때요? 삶도 좋지만, 이번에는 바다로 가고 싶어요. 오. 요즘 일이 많아서 너무 피곤해요. 저도 그래요. 민수 씨는 휴가를 받으면 뭘 하고 싶어요? 휴가가 짧아서 여행은 못 가고 영화도 보고 책도 좀 읽고 싶어요. 네, tất cả các nội dung phần đọc Phần uh, nghe số 1 này, chúng ta sang, sẽ sang tiếp phần nghe số 2. Chúng ta tiếp tục với phần uh, nghe số 2. Bạn đã đi du lịch cùng với ai? Đầu tiên là du lịch một mình, du lịch cùng với bạn trai hoặc bạn gái, du lịch cùng với bạn bè hoặc là du lịch cùng với gia đình. Thì chúng ta nghe và chúng ta sẽ chán thức cô mà nâng cửa sơn cô rửa nghe và chọn cái đúng đầu tiên là mariko và Chia ơn quê cha chu một mà nát hai người này tại sao là không thường xuyên gặp nhau số 1 mariko mariko ga papa dầu so, vì mariko bận mariko ga nắm phiên qua yếu em ngân khả so, vì uh, Mariko cùng chồng đi du lịch Maricoa chia nhì sau rồi sau rồi là cãi nhau vì hai người này cãi nhau. Tiếp theo, bà lên cửa sân của Hãy chọn cái đúng. Mariko 이번 여행에서 구경은 많이 했어요. Mariko đã ngắm được rất nhiều quang phong cảnh trong đợt du lịch này. Mariko nên Sarami oppo chú ông Hàn của sân chùa hiệu. Mariko thích cái nơi mà không có người và yên tĩnh. Mariko는 가고 싶은 곳으로 신혼여행은 못 갔어요. À. cái nơi mà Mariko muốn đi, cái uh, Mariko đã không đi đến, họ đã không đi uh, du lịch, đã không đi tuần trong mật. I c a n ơ i m à b ạ n ấ y m u ố n đ ế n t h ì c h ú n g t a go to h e house. i n g t h e house. I'm g o n g t h e h o ạ s e I'm going t h e h o ạ s e i i n g to go h e o u i n g to go t h e house. n g to go to the house. I'm going to go to the house. 네. 그런데 요즘 많이 바쁘세요? 얼굴을 자주 못 보네요. 아니에요. 안 바빠요. 지난주에 남편이 휴가라서 같이 여행을 갔어요. 그리고 어젯밤에 돌아왔어요. 아 그랬군요. 여행은 어땠어요? 재미있었어요? 재미없었어요. 왜요? 남편이 계속 호텔에서 쉬고 싶어 해서 구경을 많이 못했어요. 아, 그랬어요. 네. 남편은 사람도 없고 조용한 곳을 좋아하지만 저는 사람도 많고 구경거리도 많은 곳을 좋아해요. 그래서 우리는 결혼하고 신혼여행 가서도 싸웠어요. <laughs> 신혼여행 가서도 싸웠어요? 왜요? 저는 뉴욕으로 신혼여행을 가고 싶었지만 남편이 안 좋아해서 조용한 바닷가로 갔어요. 그래서 제가 기분이 안 좋아서 남편하고 싸웠어요. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 마리코 씨, 오랜만이에요. 네, 지연 씨, 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 네. 그런데 요즘 많이 바쁘세요? 얼굴을 자주 못 보네요. 아니에요. 안 바빠요. 지난주에 남편이 휴가라서 같이 여행을 갔어요. 그리고 어젯밤에 돌아왔어요. 아, 그랬군요. 여행은 어땠어요? 재미있었어요? 재미없었어요. 왜요? 남편이 계속 호텔에서 쉬고 싶어 해서 구경을 많이 못했어요. 아, 그랬어요. 네. 남편은 사람도 없고 조용한 곳을 좋아하지만 저는 사람도 많고 구경거리도 많은 곳을 좋아해요. 그래서 우리는 결혼하고 신혼여행 가서도 싸웠어요. <laughs> 신혼여행 가서도 싸웠어요? 왜요? 저는 뉴욕으로 신혼여행을 가고 싶었지만 남편이 안 좋아해서 조용한 바닷가로 갔어요. 그래서 제가 기분이 안 좋아서 남편하고 싸웠어요. Aux mode. Thì các bạn cũng vừa nghe cái đoạn hội thoại này thì hai người này không gặp, không thường xuyên gặp nhau bởi vì người này đi du lịch cùng với chồng. Và thứ hai nữa là bạn này bạn ấy à, không thích cái nơi mà yên tĩnh và cũng à, không được ngắm, ngắm cảnh nhiều. Thì số ba là bạn ấy muốn đi châu Âu nhưng mà chồng lại muốn đi đến cái bãi biển yên tĩnh tiếp theo phần baraki xin hôn rồi ấy thẻ dìa kỳ hè buổi các bạn hãy nói về cái à, các bạn hãy nói chuyện về cái tuần trăng mật những người nào mà có kết hôn rồi đã đi tuần trăng mật thì chúng ta à, hãy nói về tuần trăng mật của mình đây là du lịch thì vậy thì chúng ta sẽ đi du lịch ở đâu Đó. tiếp theo inkosuki Nhân cô sư này thì chúng ta chuẩn bị Yêu hẹn khá ko cô Bạn muốn đi du lịch không? Bà ta gang khang ở tí gà Biển, núi hay là sông Ở ga gà Bạn thích ở đâu? Ở đây chúng ta sẽ đọc một đoạn văn ở đây Thá âm ít cố Chim Đọc cái sau và chúng ta trả lời câu hỏi Số một. Chun chun nè 와보세요. Đây là quảng cáo về du lịch nhạc, chun chun. Tiếp theo, khi mà chúng ta đi với ai thì chúng ta đi đến những cái nơi mà chúng ta sẽ lựa chọn cho nó phù hợp. Ví dụ như là nam trai chinh cu, nữ trai chinh khu và hâm kê u miền. Nếu các bạn đi cùng với bạn trai bạn gái, perentago dami caposeo thì bạn ấy đi thuyền và ra cái đảo Nami. Nami sớm hơn phá tay in nên sớm ảnh đi cô, càng nghe nên sớm về Cái đảo Nami không phải là đảo ở ngoài biển, mà là đảo ở sông. Kinh chi ga ả râm tàu ở sơ, tư trà mà tô mà ni chứ có sơ ô. Phong cảnh cũng đẹp và nhiều phim truyền hình quay ở đây. Yoki ở sơ, san chiếc hago trà chân cô tô ở đây thì các bạn thử đi bộ và đi dạo thử đi dạo và đi xe đạp thì ở nam sơm các bạn chú ý cái nam sơm ở bên trên bức hình này ạ. nó chỉ là cái à, một cái đảo nổi ở, ở, giữa của con sông thôi ạ. ở trên đó thì có rất nhiều cái cây mà lá vàng rồi quay phim rất là đẹp đúng không ạ tiếp theo 등산하고 싶으면, 내 ế u mà bạn muốn đi leo núi, 사막산에 가 보세요. 사막산, 사막산에 가 보세요. 사막산, núi 사막. 산 위에 올라가면, nếu bạn đi lên trên đỉnh núi, 전주, 아, 춘천 시내와 시원한 Kangi <laughs> Bạn có thể nhìn thấy nội thành của Chun Chu, cho nội thành của Chun và Chuan một cái dòng sông mát mẻ Thương san tô hoa cô taun di he Bạn vừa leo núi và vừa ngắm cái cảnh đẹp. Bạn thử, bạn hãy thử vừa nghe, leo núi và vừa ngắm những phong cảnh đẹp nhé. 맛있는 음식은 먹고 싶으면, 내일 반, 문, 안, 싶으면, 건. 닭갈비와 막국수를 한번 먹어보세요닭갈비먹안 매워서 외국인도 좋아해요. 먹요 닭갈비와 같이 먹는 막국수는 시원해서 여름에 먹으면 정말 맛있어요. là một cái miếng dạng kiểu miếng lạnh, miếng mát, cho nên là ăn vào mùa hè sẽ rất là tốt, rất là ngon. và chúng ta sẽ nghe đoạn đọc này. 춘천에 와보세요. 남자친구, 여자친구와 함께 오면 배를 타고 남이섬에 가보세요. 남이섬은 바다에 있는 섬이 아니고 강에 있는 섬이에요. 경치가 아름다워서 드라마도 많이 찍었어요. 여기에서 산책도 하고 자전거도 타보세요. 등산을 하고 싶으면 사막산에 가보세요. 산 위에 올라가면 춘천 시내와 시원한 강이 보여요. 등산도 하고 아름다운 경치도 구경해 보세요. 맛있는 음식을 먹고 싶으면 닭갈비와 막국수를 한번 먹어 보세요. 닭갈비는 안 매워서 외국인도 좋아해요. 닭갈비와 같이 먹는 막국수는 시원해서 여름에 먹으면 정말 맛있어요. 춘천에 와보세요. 남자친구, 여자친구와 함께 오면 배를 타고 남이섬에 가보세요. 남이섬은 바다에 있는 섬이 아니고 강에 있는 섬이에요. 경치가 아름다워서 드라마도 많이 찍었어요. 여기에서 산책도 하고 자전거도 타보세요. 등산을 하고 싶으면 사막산에 가보세요. 산 위에 올라가면 춘천 시내와 시원한 강이 보여요. 등산도 하고 아름다운 경치도 구경해 보세요. 맛있는 음식을 먹고 싶으면 닭갈비와 막국수를 한번 먹어 보세요. 닭갈비는 안 매워서 외국인도 좋아해요. 닭갈비와 같이 먹는 막국수는 시원해서 여름에 먹으면 정말 맛있어요. Tiếp theo chúng ta sẽ xem phần phát âm trong bài này. Phần trả lời câu hỏi ở đây chúng ta biết trả lời ở đâu gì ạ? Chun chun e bố modu có sông không ạ? Có có núi không ạ? Có có biển không ạ? Không nhá Ta bây giờ bố ha miên ố. Ở Nam bạn làm gì? Đây ạ. Số 2 và số 3. Sanjek và đây tương san đúng không? Đây ạ, à, đi xe đạp. Số 3, Maren đơn Kuroseo. Học, chọn cái đúng. Nam sơ về Peren Kayo. Đi biển, à, đi tờ, đi thuyền. Đi thuyền ra đảo Nami. Sa san duyê sơ, nè chứ 지금 왜 서운 닭갈비는 시원한 음식이에요 닭갈비 là món ăn mát mẻ không phải thế mà là mắc cục thì ở đây cái nào đúng ạ số 1 đúng ạ tiếp theo chúng ta suki thì chúng ta hãy viết giới thiệu một cái điểm nào đến wabozeo hãy thử đến nơi nào đó chúng ta viết một đoạn giới thiệu về du lịch ở đây. Tiếp theo, qua chê phần thực hành. Yêu hẹn nghe thẻ hàn chung tân ưu kiên bô Các bạn thử điều tra, tìm hiểu xem là cái ý kiến của bạn bè mình về cái nơi định đi du lịch xem như thế nào. Và chúng ta thông báo kết quả đó lên trước lớp. Về phần văn hóa thì chúng ta chú ý một chút là ở Tiro Yang Kamen Chun cái ô. ạ. Thì chúng ta có những lựa chọn khác nhau, đi đâu thì có điểm nào. Phần phát âm thì ở đây chúng ta có phát âm của chữ T hoặc là chữ P X thì chúng ta đây quy tắc phát âm đây ạ. Cò T P gặp N thì đọc thành ngò nò mò À, có thì gặp nò thì đọc thành ngò to gặp nò thì đọc thành nò Po gặp nò thì đọc thành mò cái à đấy chúng ta chú ý đây là quy tắc phát âm và chúng ta nghe phần phát âm này 1. Thử nén 2. Các cảm mềo 3 읽는 1, 듣는 2, 가깝네요. 3, 읽는 1, 날씨가 정말 덥네요. 2, 나나하고 점심을 먹는 사람은 희엔이에요. 3. 노래가 참 좋네요. 이 노래 아세요? 네. 제가 요즘 자주 듣는 노래예요. 4. 저기 책을 읽는 사람이 누구예요? 스티븐이에요. 아주 재미있는 사람이에요. 1. 날씨가 정말 덥네요. 2. 나나하고 점심을 먹는 사람은 희엔이에요. 3. 노래가 참 좋네요. 이 노래 아세요? 네. 제가 요즘 자주 듣는 노래예요. 4. 아주 재미있는 사람이에요. Đến đây chúng ta kết thúc bài số 15. Chúng ta nhìn lại bài số 15 thì chúng ta thấy được đó là ở bài số 15 này, ở bài số 15 này là chúng ta muốn đi du lịch và từ vựng về chúng ta học về những cái từ vựng về chuẩn bị du lịch hoặc những thao tác đi du lịch và chúng ta có thể tìm hiểu những cái địa điểm du lịch và chúng ta giới thiệu đến khách du lịch bằng những cái quảng cáo du lịch bằng lời hoặc là bằng chữ chúng ta đã làm trong phần bài học ngoài ra chúng ta cũng à, hỏi và tìm hiểu ở những cái địa điểm du lịch khác nhau để chúng ta có cái kế hoạch đi du lịch cho nó phù hợp kết thúc bài 15 dễ hơn cả chúng ta thực hiện về kế hoạch du lịch về chuẩn bị cho du lịch Và à, chúng ta đi du lịch Nhiều khi chúng ta sẽ quảng cáo được cả du lịch nữa à, Cảm ơn các bạn đã Học bài 15